Ngày hôm nay Phương sẽ gửi tới quý anh chị một căn biệt thự được thiết kế và xây dựng theo kiểu Pháp, do chính tay người Pháp thiết kế và xây dựng luôn anh chị, tại thành phố Nha Trang của tỉnh Khánh Hòa. Và đặc biệt căn biệt thự này thì nằm cách biển Nha Trang chỉ 4 km thôi, ô tô có thể ra vào tận nơi luôn. Và cái nơi đậu ô tô thì có thể đậu được 4 ô tô luôn anh chị. Anh chị thấy mình là ở đây không khí rất mát mẻ luôn. Và căn biệt thự này đang bán với mức giá rất là phải chăng luôn. Cụ thể nó như thế nào thì anh chị hãy cùng Phương xem hết video này để biết rõ là cụ thể bên trong thiết kế nội thất. Rồi, và ngay bây giờ Phương sẽ cầm máy và gửi tới quý anh chị những hình ảnh chi tiết nhất về căn biệt thự này anh chị ha. Và trước khi bắt đầu video này thì xin anh chị hãy cho Phương một like cũng như là một đăng ký kênh đối với những anh chị nào mà vô tình xem được video này của Phương, thì để cho Phương có thêm động lực để luôn đi tìm những cái sản phẩm mới nhất, những căn nhà đẹp tại thành phố Nha Trang này và review gửi tới quý anh chị xem ha. Rồi, thì căn biệt thự này nó có diện tích là 224m² nha anh chị. Thì bây giờ Phương sẽ quay chi tiết cho anh chị xem. Đầu tiên là một cái sân, và người ta đã thiết kế và trồng cỏ trồng hoa rất đẹp anh chị ạ. Thì căn biệt thự này thì hiện chủ người ta đã không có ở, cho nên là cỏ này thì chưa được chăm tưới hàng ngày, cho nên là nó bị úa, nó bị cũ thôi. Thì ở bên dưới chúng ta sẽ có một cầu thang đi lên ở trên tầng trên. Và cái không gian phía dưới này thì người Pháp họ thiết kế theo kiểu là nhà sàn nha anh chị. Do đó là ở bên dưới này là một không gian trống hoàn toàn để mình có thể đậu xe hơi và có thể là tổ chức tiệc tùng ở phía bên dưới này, và đồng thời là cũng tạo nên một cái không gian trống để gió lưu thông rất mát mẻ anh chị ạ. Hoa anh chị thấy rất đẹp. Và ở phía dưới này thì nó sẽ có hai cầu thang đi lên ở trên, nhưng mà đầu tiên là chúng ta tham khảo xem không gian phía dưới này nó như thế nào ha. Thì bốn bên của nó đều là có không gian trống để mình có thể làm vườn, làm tiểu cảnh đó. Thì ở bên sau này là còn một cái không gian trống rất lớn luôn anh chị ạ. Đó, thì hiện nay là người ta đã lâu không ở cho nên là cây cối người ta không có trồng nữa. Thì anh chị mình nếu mà yêu thích cái căn này thì mình có thể mình về và mình tự trồng, tự làm vườn theo ý thích của mình ha. Ở đây thì có một cái hồ bơi nhỏ để tắm, và ở phía sau này là có một cái kho để chứa đồ làm vườn. Đó, anh chị mình thấy là không gian rất rộng rãi. Căn này thì người ta đã làm và kết cấu rất kiên cố nha anh chị. Sàn bê tông kiên cố lắm, do người Pháp người ta tự thiết kế và xây dựng đó. Anh chị thấy nè, nó gồm có, ngoài cái sàn ở dưới thì gồm có 2 tầng lầu, và ở bên trên là thiết kế kiểu mái Thái. Hiện nay thì còn những cây cổ thụ lớn rất là đẹp, dây leo anh chị thấy. Thì bây giờ đi lên tầng trên có 2 cầu thang, một cầu thang ở phía trước này và một cầu thang ở phía sau nữa, thì Phương sẽ đi bằng cầu thang này. Đó, anh chị mình thấy là không gian xung quanh là trống bốn bên nha anh chị. Bên nào cũng có khoảng trống thì gió lưu thông rất mát mẻ luôn. Và tất cả các phòng đều có ban công nhìn ra bên ngoài. Đó, vừa bước lên cầu thang thì anh chị mình thấy là cái ban công ở trước nhìn ra view rất đẹp luôn và rất mát mẻ luôn chị ạ. Rồi, bây giờ vào bên trong thì tại cái tầng đầu tiên này thì là nó có một phòng khách và một nhà bếp. Không có phòng ngủ, phòng ngủ thì nằm ở tầng 2 anh chị ạ. Đây, phòng khách chị mình thấy là ban công ở khắp nơi luôn, gió mát mẻ lắm nha anh chị. Đó, người Pháp người ta đã thiết kế và xây dựng theo cái kiểu cổ điển anh chị à, chứ không phải là kiểu hiện đại. Cái căn này thì lại cũng rất lâu rồi, cho nên là cái kiểu thiết kế của nó là cổ điển. Đây, ban công ở trước nhà anh chị mình lại thấy ban công ở khắp nơi luôn, gió mát mẻ cực kỳ. Một căn biệt thự kiểu cổ mà rất là hiếm gặp ở thành phố Nha Trang này nha anh chị. Kết cấu là vô cùng kiên cố luôn. Ở đây thì có bàn ghế sẵn cơ bản thôi, một số đồ kiểu cổ điển nè anh chị. Toàn bộ những cái vật dụng này thì gia chủ họ sẽ để lại cho người mua. Rồi, qua phòng khách thì tới phòng bếp anh chị à. Đây, phòng bếp, một cửa sổ nè, một cửa đi ra ngoài, một cửa sổ thứ hai nữa, 3 cửa sổ. Đây là cầu thang thứ hai. Ở phía trước kia là có một cầu thang để đi lên phòng khách, và phía sau này có một cầu thang để đi lên nhà bếp nữa. Đây, nhà bếp thì cũng đã có đầy đủ vật dụng cơ bản rồi anh chị à. Đó, toàn bộ những vật dụng này sẽ để lại nha anh chị. Gỗ đây là gỗ thập nha anh chị, gỗ thập. Đó, thì tại tầng đầu tiên này là có một phòng khách rộng rãi, một nhà bếp và một toilet. Cho anh chị xem toilet. Thì toilet này là họ thiết kế rồi. Bên này là toilet, bên này là bồn tắm riêng.
và tất cả đều có view nhìn ra bên ngoài anh chị ạ. Biệt thự mà, nói càng nhiều view để nhìn ra bên ngoài sân vườn thì càng đẹp đúng không ạ? Rồi bây giờ Phương sẽ lên tiếp ở trên tầng 2. Cầu thang cũng được ốp gỗ luôn nha anh chị. Gỗ này thì người ta sử dụng cũng lâu rồi, anh chị mình mua về thì mình làm mới nó lại. Đây, tại tầng 2 thì mình thấy là cửa sổ lấy gió lấy ánh sáng tự nhiên có mặt ở khắp nơi luôn chị. Đây, tại tầng 2 này thì chúng ta có 3 phòng ngủ. Từ cầu thang đi lên là mình sẽ gặp phòng ngủ đầu tiên ha. Đây là phòng ngủ master theo mình thấy là to lớn nhất nè. Đó, có cửa sổ, cửa ban công nhìn ra bên ngoài đầy đủ luôn. Rất là mát mẻ luôn chị ạ. Khi mà bước vào căn nhà này thì điều mà làm Phương ấn tượng nhất là cái sự mát mẻ của nó. Không gian thoáng lấy ánh sáng tự nhiên khắp nơi. Và mình không cần bật bóng điện nào, nhưng mà anh chị thấy trên video là vô cùng sáng sủa và mát mẻ. Gió ầm ầm luôn này, đẹp chưa? Rồi trên này nó có 3 phòng ngủ nhưng chỉ có một cái toilet sử dụng chung thôi nha anh chị. Hồi xưa người ta thiết kế vậy á. Đó, đây là phòng ngủ thứ hai. Có sẵn tủ quần áo kìa, máy lạnh, một cửa sổ, hai cửa sổ này. Tất cả đều nhìn ra bên ngoài. Và làm phòng ngủ thứ ba đây. Đây có lẽ là phòng thờ anh chị ạ. Đây có lẽ là phòng thờ, tại vì Phương thấy là có nơi thờ đây nè. Tủ họ là những cái đồ cũ, đồ cổ hồi xưa anh chị. Nhà này là do người Pháp tự tay thiết kế và xây dựng luôn nha anh chị. Một kiểu cũng không hẳn là Pháp, nhưng mà có sự, Phương cảm thấy có sự lai giữa Pháp và Việt Nam. Đây, từ phòng ngủ ở phía trên là anh chị mình nhìn xuống sân vườn. Không gian sân vườn rất rộng rãi để cho anh chị mình có thể trồng vườn anh chị ạ. Kia là cái nhà kho. Thì vị trí của căn biệt thự này là nằm tại xã Vĩnh Ngọc của thành phố Nha Trang anh chị ạ. Và nó cách biển Nha Trang là 4 km thôi. Căn biệt thự này cách đường Liên Hoa là chỉ có vài bước chân thôi. Từ đường Liên Hoa anh chị mình đi ô tô thẳng vào trong này, không cua đi đâu cả. Và vị trí này thì cách sông, cách bờ kè sông thì chỉ có khoảng tầm 200m anh chị ạ. Rất đẹp, rất mát mẻ. Vì lợi thế của nó là ở gần sông cho nên là không khí và gió mát mẻ lắm đó. Và căn biệt thự này Phương xin nhắc lại là với diện tích là 224m2 và giá hiện nay chủ người ta đang bán là 5.7 tỷ thì tính ra là khoảng 25 triệu/m2. Mình thấy mức giá này khá hợp lý để anh chị mình sở hữu một căn biệt thự rất to rất đẹp ở vị trí thông thoáng mát mẻ đẹp như thế này. Phía bên trong này thì có một cái căn biệt thự nữa lớn lắm chị. Đây là khu vực mà dân cư người ta đã sinh sống ổn định từ rất lâu đời rồi nha anh chị. Bản thân căn biệt thự này nó cũng đã có tuổi thọ khá lâu rồi. Đây là một căn biệt thự kiểu mới, hàng xóm của mình và người ta vừa mới xây dựng luôn. Thì mình thấy đẹp chưa? Quá đẹp rồi. Đó. Vị trí thì từ căn biệt thự của mình mà đi ra đường Liên Hoa là chỉ có vài bước chân thôi đó. Anh chị thấy trên màn hình phía trước kia là đường Liên Hoa, xe máy người ta đi qua đi lại đó. Thì cái bất động sản này cũng có một cái điểm yếu và điểm mạnh. Thì theo Phương thấy đối với căn biệt thự này, điểm mạnh của nó là anh chị mình đã thấy rồi, mát mẻ, diện tích lớn và mức giá rất là hợp lý. Còn điểm yếu của nó là cái đường vào anh chị ạ. Đây, hôm nay Phương đang quay hình thì có xe ô tô người ta đi vào luôn. Thì cái đường vào căn biệt thự này tuy là nó nằm gần với đường Liên Hoa, thì cách có vài bước chân ở phía trước kia thôi, nhưng mà cái đường vào nó có một cái đoạn hẹp ở phía trước này. Hiện nay là Phương đang đi trên cái con đường này, nó rộng 3.5m, nhưng mà nó có cái đoạn đầu này là tầm khoảng 3.2m. Tuy là nó nhỏ thôi nhưng mà xe ô tô thì có thể qua lại cách dễ dàng đó anh chị. Khi qua được cái này thì mình vào biệt thự của mình là cổng nó rất là rộng lớn và ô tô vào ra trong sân rất là bình thường đó. Thì mình thấy đường Liên Hoa kìa anh chị,
Ra tới phía trước này thì đã rất rộng rồi anh chị à, còn phải lăn tăn chuyện đó nữa. Ồ, giờ may mắn quá thì có chiếc xe ô tô người ta đi vào luôn, thì anh chị mình xem. Đây ạ. Đó, ô tô vào ra dễ dàng anh chị à. Khu vực ra đây thì dân cư đã sinh sống ổn định rất đẹp rồi chị à. Tìm thấy nhà 2 tầng, 3 tầng ha. Đây, và bây giờ là Phương đi ra tới đường Liên Hoa luôn cho anh chị xem. Phía sau lưng căn nhà này, chỉ cách khoảng 200 mét thôi là đường bờ kè sông Cái Vĩnh Ngọc đang xây dựng luôn anh chị nha. Phương sẽ cho anh chị xem hình ảnh trên flycam để mình biết rõ rằng cái bờ kè họ đang xây dựng nó to, rộng, đẹp như thế nào. Đây là đường Liên Hoa anh chị, trục đường chính rất lớn luôn đó. Và chợ Vĩnh Ngọc thì đi theo đường Liên Hoa này ra đến kia khoảng 300 mét thôi là gặp chợ Vĩnh Ngọc nha anh chị. Chợ Vĩnh Ngọc thì nằm gần với Ủy ban Nhân dân xã, trạm y tế, trường học, tất cả mọi tiện ích đều tập trung có một chỗ và nó cách cái biệt thự mình tầm khoảng 300 mét thôi, một vị trí rất gần, rất thuận lợi đó anh chị đó. Thì hàng xóm này người ta cũng sử dụng ô tô và người ta vừa mới đi qua cái ngõ này và bây giờ người ta đang vào nhà của người ta nè. Sẵn đây thì anh chị mình thấy luôn đó. Đây, đó anh chị mình thấy không, ô tô ra vào rất dễ dàng. Mà cái nhà đó thì là cửa cổng họ nhỏ chứ không có to như cửa cổng của cái biệt thự này chị à. Đến đoạn biệt thự này thì cái đoạn đường ở trước này nó rộng hơn chỗ cái nhà vừa rồi, rộng hơn rất là nhiều và đặc biệt cửa cổng to nữa nên mình vào ra xong cách dễ dàng. Đối với cái không gian ở bên dưới này, người ta thiết kế cái kiểu sàn trống như thế này thì anh chị mình có thể đậu được 4 chiếc ô tô, rất phù hợp với bạn bè ở xa về, tập trung đông người, đại gia đình, tổ chức tiệc tùng, xe cộ đậu thoải mái luôn và có không gian để mà mình vui chơi tiệc tùng rất rộng rãi luôn. Rồi và để tổng kết lại video ngày hôm nay thì căn biệt thự này có diện tích là 224 m², được do chính tay người Pháp thiết kế và xây dựng và hiện nay họ đang bán với giá là 5.7 tỷ, một mức giá Phương thấy rất là phải chăng. Thì căn biệt thự này họ có một tầng trống ở dưới và 2 tầng ở bên trên với kết cấu là có phòng khách, phòng bếp, 3 phòng ngủ và không gian view xung quanh là 4 mặt đều thông thoáng và gió rất mát mẻ luôn anh chị. Thì theo Phương thấy là căn biệt thự này rất phù hợp với sở thích của người nước ngoài, hoặc là anh chị mình ở xa về Nha Trang để mà nghỉ dưỡng. Thì nếu mà anh chị nào thích căn biệt thự này thì hãy liên hệ trực tiếp với Phương ha. Còn nếu mà anh chị mình cảm thấy chưa thích thì hãy xem video này như để tham khảo thôi nha anh chị. Và hãy cho Phương một like cũng như là đăng ký kênh để Phương có động lực và luôn tìm kiếm những sản phẩm bất động sản mới đẹp nhất tại thành phố Nha Trang này để gửi tới quý anh chị. Xin chào ạ.